进，这边，哇！关海，稳了，关海，轮发，吹个风，加载。Chuyền bóng ngẫu hứng của Quang Hải, Thanh Thịnh, trả nước, gặp lông. Trong ngày hôm nay thì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục có mặt ở sân Mỹ Đình để chứng kiến cổ vũ cho đội Việt Nam. Một trận đấu hết sức quan trọng. Sân Mỹ Đình lúc này đã không còn một chỗ trống. Các trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan đều sốt vé. Mỗi bên đều đã có 6 vị trí bàn ở vòng loại bảng K. Bên phía đội Việt Nam, người ghi bàn nhiều nhất là Trương Việt Hưng đã có được 2 bàn thắng. Tiếp theo là 5 cầu thủ ghi được 1 bàn. Chúng tôi chờ đợi một trận đấu theo kiểu lai dai, theo một phong cách quen thuộc của Park Hang-seo. Bởi vì thẳng thắn mà nói, Thái Lan đồng đều hơn so với Việt Nam. Đội xuất phát của Việt Nam gồm có số 1 Bùi Tiến Dũng, số 3 Huỳnh Tấn Sinh, số 4 Hồ Tấn Tài, số 5 Đoàn Văn Hậu, số 7 Trương Việt Hưng, số 10 Trương Văn Thái Quý, số 14 Nguyễn Hoàng Đức, số 16 Nguyễn Thành Trung, số 18 Hà Đức Trinh, số 19 Nguyễn Quang Hải và số 21 là Trần Đình Trọng. Cao thủ dự bị của ông Park Hang-seo. Như vậy hiệp một trận đấu giữa hai đội U23 Việt Nam và Thái Lan đã bắt đầu. Thái Lan chơi kỹ thuật và thiên về tấn công có thể sẽ rất khác. Và chuyền bóng lỗi là của Huỳnh Tấn Sinh. Cú dứt điểm rất nguy hiểm. Và dứt điểm đáng chú ý đầu tiên trong trận đấu, đó là cú đá của tiền đạo cắm Supachai. Supachai cao hơn 1m8, không chỉ lợi hại với những tình huống bóng bổng mà khả năng xoay sở cũng như dứt điểm bằng cả hai chân của cầu thủ này là rất đều đặn. Trong đội hình của U23 Thái Lan dự vòng loại lần này có 6 cầu thủ đang chơi cho Quang Thong và 3 người của William Jungkit. Người vừa đổi cánh là Hoàng Đức. Và bắt đầu. Đường chuyền quá sâu. Theo cảm giác của chúng tôi thì hôm nay U23 Việt Nam rất cần có sự sắc nhọn trên hàng công, bởi vì các tiền vệ sẽ vất vả đối phó với Thái Lan. Và tranh chấp hợp lý, vừa can thiệp là Trương Văn Hưng. Hà Đức Trinh có một lực khá hay, nhưng đáng tiếc là cú đá nối sau đó bằng chân phải của Hà Đức Trinh lại không có được điểm tiếp xúc tốt nhất. Nhịp chơi nhanh là điều mà U23 Việt Nam đang có được, nhưng độ chuẩn xác trong tốc độ cao là điều mà chúng ta chưa thể đồng bộ. Hà Đức Trinh là người ghi bàn thắng đầu tiên của Việt Nam tại vòng loại bảng K. Chúng ta cùng xem lần nữa pha xử lý đầy quyết tâm. Đức Trinh hiện nay thi đấu cho SHB Đà Nẵng, tuy nhiên anh trưởng thành từ lò năm thiếu PVF, thậm chí là còn có sự kết dính tốt hơn. Đình Trọng. Việt Hưng. Rất hợp lý, Đoàn Văn Hậu. Chuyền bóng. Hà Đức Trinh. Tỷ số đã mở cho đội Việt Nam. Một pha dâng lên chuyền bóng rất hay của Đoàn Văn Hậu và chúng ta đã có bàn thắng. Đường chuyền của Đoàn Văn Hậu thực sự là rất hợp lý, nhưng điều đáng nói hơn nữa là tình huống dứt điểm một chạm cực kỳ chuẩn xác bằng chân trái của Hà Đức Trinh. Chúng ta vẫn chờ đợi những cầu trung phong của bóng đá Hà Nội thực hiện những cú dứt điểm như vậy.
ở AFF Cup năm 2018, giải đấu mà chúng ta đã đăng quang, anh Đức đã có những tình huống di chuyển và dứt điểm bằng chân trái gọn ghẽ và chuẩn mực ở đẳng cấp rất cao. Và với tình huống vừa rồi thì chúng ta có thể hiểu được rằng Hà Đức Chinh cũng muốn nối tiếp những người đàn anh để thực hiện những pha bóng rất tiêu chuẩn. Xin chúc mừng Hà Đức Chinh, cầu thủ luôn chơi nhiệt tình, tuy nhiên đôi lúc vẫn bị cấn cá trong tâm lý dứt điểm. Pha ghi bàn thứ hai của Đức Chinh ở giải đấu lần này, bàn thắng rất quan trọng, cú đá vào giữa hai chân của thủ môn Quang Nam. Pha chơi bóng có thể nói là xuất sắc của U23 Việt Nam, không chỉ ở đường truyền của Đoàn Văn Hậu, cú dứt điểm của Hà Đức Chinh. Tôi muốn nói đến những tình huống di chuyển không bóng của Quang Hải và cả Hoàng Đức nữa. Tất nhiên là khi mà đội U23 Việt Nam có bóng thì nhân vật mà các thủ Thái Lan quan tâm nhiều nhất chắc chắn sẽ phải là Quang Hải. Và tình huống di chuyển chéo sân của Quang Hải đã hút theo sự chú ý của tương đối nhiều cầu thủ Thái Lan. Đoàn Văn Hậu chơi thông minh với tình huống bó vào trong và bất ngờ tạo ra một cú xẻ nách bằng má ngoài chân trái rất hoàn hảo. Như chúng tôi đã phân tích thì sự tỏa sáng của các tuyển thủ rất quan trọng trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta đều mong chờ từ Bùi Tiến Dũng đến Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Quang Hải, Đức Chinh đều sẽ có một ngày thi đấu xuất sắc. Pha xử lý ở góc bên trái của Supachai. Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh chuyền bóng. Không kịp đi, sút bóng chân trái. Rất tiếc là Hoàng Đức không dứt điểm. Hoàng Đức thuận chân trái và có thể bung ngay một cú đá ở góc hơi hẹp. Có vẻ như trong tiếng vừa rồi thì cầu thủ trẻ của câu lạc bộ Viettel hơi có phần chần chừ vì cho rằng mình đã ở vào thiên vị và thiếu đi sự quyết đoán để bứt phá và chiếm lĩnh một vị trí thuận lợi hơn. Ba trung vệ của ta lúc này gồm có Sinafat, Sarinkan và Kisara. Pha bóng lăn xả của Văn Hậu. Rất đẹp. Hà Đức Chinh, người vừa thực hiện đường kết nối là Hoàng Đức. Nhịp chơi của U23 Việt Nam được điều chỉnh chậm lại. Chúng ta có ít người phía trên và không cần phải vội vàng. Đã từ quá xa mà dứt điểm là của Triệu Việt Hưng. Một pha bóng ít nhiều cũng cho thấy sự hưng phấn của cầu thủ áo đỏ. Đoàn Văn Hậu. Đường chuyền của Hoàng Đức. Chuyền ngay. Hà Đức Chinh. Trung vệ Sinapat đã cắt được đường lên bóng vừa rồi của Hà Đức Chinh. Tốc độ triển khai, tốc độ chuyển trạng thái của U23 Việt Nam đang ở mức độ hợp lý. Ở chiều ngược lại, đã có dấu hiệu của sự bế tắc từ phía U23 Thái Lan. Họ buộc phải đá dài, họ thiếu đi sự gắn kết của tiền vệ. Đây là một điểm luôn khiến cho thế trận của đội bóng không thể được gây dựng. Và với bóng đá Thái Lan, một nền bóng đá luôn đánh giá cao bởi các tiền vệ có thể nói là ăn chịu, có sự dẻo dai và có sự khôn khéo. Khi không phát huy được những phẩm chất của các cầu thủ dưới sân, rõ ràng họ có vấn đề. Tình huống bật lên của Hoàng Đức. Đây là thế trận mà nếu khai thác hợp lý, đội Việt Nam rất dễ có thêm bàn thắng. Đúng là nhịp chơi rất lý tưởng. Tốc độ đưa bóng vào là hợp lý và phía trong như chúng ta vừa thấy có tới 3 kéo đỏ. Người bật cao nhất là Hoàng Đức, còn bên cạnh còn có Hà Đức Chinh và Quang Hải. Chung kết nên cách chờ họ có ít nhiều sức ý.
Quang Hải. Vẫn là Quang Hải đột phá. Chuyền ngược lên. Chân chạy. Đó là Hoàng Đức. Pha đi bóng và chuyền bóng vừa rồi đúng nhãn hiệu của Nguyễn Quang Hải. Trên sân lúc này chúng ta có 4 cầu thủ trên chân trái. Vừa rồi là pha hợp của hai cái chân trái tuyệt vời, Quang Hải và Hoàng Đức. Những người đều đã từng dự giải vô địch thế giới. Với Quang Hải là một nhân tố đá vốn dĩ rất đặc biệt. Chúng ta đã biết quá nhiều về anh và luôn chờ anh bùng nổ như vậy. Còn với Hoàng Đức thì thực sự đó là tương lai. Pha đi bóng phải nói là như vẽ của Quang Hải. Sau đó là một đường chuyền dọn cố để Hoàng Đức tung ra cú đá quá đẹp. Đoàn Văn Hậu. Chúng ta xem lại pha đi bóng một đoạn khá dài của Quang Hải. Tình huống người nhớ đến pha phối hợp giữa Quang Hải và anh Đức ở chung kết lượt về AFF Cup vào tháng 12 năm ngoái. Cũng là một động tác xoay người lườn quá dẻo và cũng là một pha đá nối bằng chân trái giống như anh Đức. Đó thật sự là một pha ghi bàn đẳng cấp, làm nức lòng khán giả. Cách biệt được nhân đôi. Cầu thủ trưởng thành từ câu lạc bộ Viettel đã có bàn thắng đầu tiên ở vòng loại bảng K. Hoàng Đức trở thành cầu thủ thứ 7 của Việt Nam ghi bàn ở vòng loại. Chúng ta vừa được thấy hình ảnh ông Gama trên màn hình và đó là một sự thắng phục, một sự tưởng thưởng với những gì mà đối thủ của ông đã làm được trong trận đấu này. Tất nhiên trận đấu này chẳng làm ảnh hưởng chút nào đến tình bạn của ông Gama và ông Park Hang-seo. Họ hôm nay thực sự là những đối thủ của nhau và ông Park Hang-seo cùng các học trò đã có được một màn trình diễn xứng đáng. Chắc chắn là cả yếu tố chuyên môn nữa, ý đồ chơi, phương án chơi, đấu pháp chơi rằng ở trong từng trận đấu của ông Park Hang-seo luôn là rất mới lạ. Cả chuỗi những gì đã có trong năm 2018 cho đến lúc này vẫn tiếp tục một lần nữa được phát huy. Một tình huống ngẫu nhiên, Tấn Sinh lùi về va vào đối phương. Vâng, và thay đổi dành cho Supachai. Một pha va chạm khiến cho cầu thủ áo đỏ rất đau, xuất phát từ bước lùi của Tấn Sinh, và chúng ta có lẽ cần phải có một góc quay chậm để hiểu thêm những gì đã xảy ra. Khó khăn chồng chất với các cầu thủ Thái Lan. Đây, chúng ta cùng xem một lần nữa. Đúng là Tấn Sinh có những bước lùi làm cho Supachai lỡ đà, nhưng anh chàng này cũng đã ức chế từ hiệp 1 rồi và có một động tác như là vung nắm đấm vào cầu thủ Việt Nam. Vị trí pha chạm đứng rất gần sự quan sát của trọng tài người Uzbekistan Serov Kasimov. Supachai tỏ ra căng thẳng và không kiểm soát được hành động của mình. Và sau khi bị trước quyền thi đấu thì anh cũng đã tỏ sự hối lỗi. Hai cánh tay đã chắp lại và như thể đó là lời xin lỗi với những người đang có mặt trên sân. Có lẽ là đang nói bóng chưa thấy đâu thì lại có một cú hích. Thì ra anh chàng này đã nóng giận, hành động rất bản năng. Mọi chuyện đang trở nên rất thuận lợi với cầu thủ Việt Nam.
những chiếc thẻ phạt ở các trận đấu tại vòng loại cũng vẫn sẽ còn bị ảnh hưởng ở vòng chung kết. U23 Thái Lan sẽ góp mặt trong trận đấu mà giải đấu mà họ chơi với tư cách là đội chủ nhà, và những tấm thẻ như vừa rồi của Supachai đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến những trận đấu đầu tiên của họ. Thêm một pha phạm lỗi. Ông Bang So và trợ lý Liang Jin đã theo dõi rất kỹ toàn bộ trận đấu trước của Thái Lan. Trận đấu mà người Thái đã vượt qua Brunei 8-0. Không còn Supachai thì Supachok và Kanarin sẽ là những người đá cao nhất trên hàng công của Thái Lan. Lối của Irasut, thêm một chiếc thẻ để rút ra. Thêm những chi tiết chỉ ra rằng trận đấu đang diễn ra trong một tình thế tồi tệ cho đội tuyển U23 Thái Lan. Đứng trước bóng là Thái Quý. Quang Hải đang đứng ở một vị trí thuận lợi từ tuyến hai. Thái Quý vẫn thực hiện đường truyền vào trong. Dứt điểm 3-0 rồi. Phút thứ 63 và đã là 3-0 cho đội Việt Nam. Không loại trừ khả năng đây sẽ là chiến thắng lớn nhất của đội Việt Nam trước Thái Lan nhiều năm qua ở các cấp đội tuyển. Bàn thắng thứ hai của Thành Trung ở vòng loại lần này. Đó cũng là một tình huống dứt điểm của Kuligan. Và thậm chí bàn thắng vừa rồi còn dễ dàng hơn rất nhiều những gì mà Thành Trung đã có trong trận đấu gặp Brunei. Tùng là nếu mà tôi không nhầm thì chiến thắng đậm nhất của Việt Nam trước Thái Lan nhiều năm qua là chiến thắng 3-0 trận ấy năm 98, chúng ta ngờ 98. Vâng, đó là trận bán kết vào ngày 1 tháng 9 thì phải. Tôi vẫn nhớ là như vậy. Một ngày khó có thể quên đối với những người yêu bóng đá Việt Nam. Thành Trung đã có đủ thời gian để ngắm nghía và dứt điểm vào một vị trí mà thủ môn không thể bắt nổi. Bàn thắng thứ hai của trung vệ Thành Trung ở vòng loại. Tôi là người đã tường thuật trận đấu cái đây 21 năm. Việt Nam thắng Thái Lan 3-0 ở trận đấy, và cơ sở thì nói là rất lớn để chúng ta hướng tới một tương lai của năm 2019 thôi. Đầy đủ sự tự tin vì gần như chắc chắn là U23 Thái Lan vẫn sẽ là một đối thủ quan trọng của bóng đá Việt Nam ở SEA Games. Đoàn Văn Hậu, một tình huống xử lý kịp thời của thủ môn Hoàng Nam. Kỳ tính sắc Sena Hoàng đã nói rằng 10 năm nữa Việt Nam mới được nhìn Thái Lan. Sau đó thì anh đã rút lại lời nói của mình. Và ngày hôm nay khi xem trận đấu này thì không biết là cầu thủ đang giữ kỷ lục về số lần ghi bàn cũng như số đế khoác áo tuyển Thái Lan nghĩ gì. Mọi chuyện đã thay đổi rất nhanh. Và chúng tôi đang mong chờ bàn thắng đưa tỷ số lên 4-0. Bình tĩnh. Quang Hải, rất tiếc là chưa có bàn thắng đưa tỷ số lên 4-0. Danh Trung đã để lỡ và Quang Hải có một pha dứt điểm đúng tầm chân. Vẫn còn khá nhiều thời gian để xác lập một kỷ lục thắng Thái Lan. Đức Trinh là người đã đi bóng và truyền vào. Đó là một pha cản phá. Thêm một pha sóng gió trước cầu môn của Thái Lan.
với những gì đã có cho đến lúc này của trận đấu, đặc biệt là trong hiệp 2, thì tâm lý ngại đá Thái Lan có lẽ sẽ được dỡ bỏ. Chúng ta sẽ vẫn tôn trọng đối thủ lớn nhất của vô địch đá, nhưng chúng ta sẽ tự tin hơn rất nhiều bước vào các cuộc chơi. Goal! Vẫn còn Quang Hải, chân trái, tiếp tục dứt điểm, vẫn không được. Cú chạm bóng ở cự ly gần vừa rồi là của Triệu Việt Hưng. Triệu Việt Hưng vẫn còn. Rất nhiều những tình huống lộn xộn trong khu vực 16-50 của đội Thái Lan, nhưng bàn thắng thứ tư vẫn chưa tới. Pha can thiệp rất tỉnh táo của Đình Trọng. Đoàn Văn Hậu. Trên sân lúc này là những diễn biến mà theo cách nói thông thường của dân bóng đá là thế trận bị vỡ của đội đang bị dẫn. Thời cơ không thể tốt hơn để xác lập một kỷ lục mới trong việc thắng Thái Lan. Danh Trung. Chuyền ngược lên Hồ Tấn Tài. Việt Hưng dứt điểm chân trái, không phải là chân thuận. Vẫn là Việt Hưng gầy gót, mang lại những may mắn nhất định cho Đức Trình. Áo số 18 và cách chơi gợi nhớ đến Phan Thanh Bình trước đây. Chuyền bóng ngẫu hứng của Quang Hải. Thanh Thịnh trả ngược, đập lông, quá ngoạn mục. Tỷ số là 4-0 cho U23 Việt Nam. Cuối cùng điều chúng ta mong chờ đã đến. Có lẽ đây sẽ là kỷ lục về trận thắng Thái Lan, vượt cả kỷ lục 3-0 cách đây 21 năm và sẽ lấy pha đập lông hết sức cơ bản của Trần Thanh Sơn, cầu thủ đang chơi cho Hoàng Gia Lai. Một pha dứt điểm từ phía ngoài mẫu mực, và thủ môn Thái Lan đã phải vào lưới nhà bóng lần thứ tư trong trận đấu. Pha bóng có sự mặt của hai cầu thủ vào sân hai người. Đây là giải đấu mà những pha đi bóng xuống góc trái sau đó đưa ngược lên là vũ khí rất đáng chú ý của U23 Việt Nam. Thanh Thịnh, Thanh Sơn đã có cú đặt lòng cực kỳ chuẩn mực, và trước đó không thể không nhắc đến pha bóng rất nghệ thuật của Quang Hải. Một cú đặt lòng rất chắc chân, và thủ môn Thái Lan Hoàng Nam lại bị khuất tầm nhìn. Không cần bàn thắng này thì U23 Việt Nam cũng đã chắc thắng với một chiến thắng cách biệt. Nhưng đúng là như cái cách mà ông Park Hang-seo đã thể hiện sau tình huống bỏ lỡ cơ hội trước đó của Quang Hải. Đội bóng áo đỏ cần phải chơi một cách thuyết phục, một cách mạch lạc. Họ là những người trẻ, họ cần phải thể hiện được đầy đủ nhất những gì được gọi là kiến thức, những gì được gọi là sự quyết tâm và ý chí thi đấu. Và với pha bóng vừa rồi thì các cầu thủ U23 Việt Nam đã thể hiện được tất cả. Hết giờ, U23 Việt Nam có một chiến thắng xuất sắc trước U23 Thái Lan. Đó là điều mà chúng ta không dám nghĩ tới trước khi trận đấu này diễn ra. Một trận đấu mà Hà Đức Chinh đã để lại được dấu ấn bằng bàn thắng mở tỷ số. Một trận đấu mà hầu hết các cầu thủ của U23 Việt Nam trên sân đều đã chơi một thứ bóng đá thuyết phục. Chúng ta kiểm soát tốt trận đấu và có cách biệt lớn nhất trước Thái Lan trong lịch sử. Các bàn thắng
tiếp theo sau pha ghi bàn của Hà Đức Trình thuộc về Hoàng Đức, Thành Trung, và bàn ấn định chiến thắng của đội chủ nhà thuộc về Trần Thanh Sơn. Với kết quả này thì U23 Việt Nam đã xuất sắc giành được vị trí nhất bảng K để giành tấm vé chính thức lọt vào vòng chung kết của giải U23 châu Á năm 2020. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.